Sáng ngày 5 tháng 3, Thị ủy Đông Triều đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 12 ngày 12 tháng 1 năm 2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản. Đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy và đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thị xã đồng chủ trì hội nghị. Thời gian qua, Thị ủy Đông Triều đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 12 và các chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh và các sở ngành của tỉnh, đã chỉ đạo ủy ban dân thị xã đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản. Cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc các ban ngành từ thị xã đến cơ sở đã đề ra giải pháp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Từ năm 2014 đến năm 2018, Thị ủy, Ủy ban dân thị xã đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 81 vụ liên quan đến vận chuyển, chế biến, kinh doanh than xít trái phép, phạt tiền 179 triệu đồng, tịch thu trên 742 tấn than các loại và trên 800 tấn đá xít, xử phạt 67 trường hợp vi phạm khai thác cát trái phép và thăm dò tài nguyên, xử phạt trên 852 triệu đồng, tịch thu trên 993 mét khối cát, xử lý 2 trường hợp vận chuyển khai thác sét trái phép, xử phạt 104 triệu đồng, tịch thu 14 tấn đất sét, xử lý 2 trường hợp khai thác đất trái phép, xử phạt 51 triệu đồng. Đến nay, trên địa bàn thị xã Đông Triều không còn tình trạng khai thác than trái phép, công tác quản lý, vận chuyển, chế biến, kinh doanh tài nguyên đạt được kết quả quan trọng, đã có nhiều các biện pháp chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã yêu cầu các cấp ủy các ngành phải xác định nhận thức thực hiện nghị quyết số 12 ngày 12 tháng 1 năm 2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh là nhiệm vụ xuyên suốt, phải thường xuyên sơ kết, nếu không triển khai thực hiện tốt sẽ mất cán bộ, mất phong trào và mất niềm tin của nhân dân. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nghị quyết trong Đảng, trong nhân dân và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Cụ thể từng địa bàn, từng địa phương, cơ chế quản lý phải rõ địa bàn, rõ ranh giới, thôn giữ thôn, khu giữ khu, xã giữ xã, phường giữ phường. Các doanh nghiệp ngành than quản lý trong khai trường, trong ranh giới mỏ, cơ chế phối hợp rõ ràng, cụ thể. Đồng chí Bí thư Thị ủy cũng yêu cầu nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Nếu địa phương, đơn vị, doanh nghiệp để xảy ra tiêu cực liên quan đến khai thác, vận chuyển, chế biến, tập kết kinh doanh, tài nguyên, khoáng sản trái phép, thì bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban dân, trưởng công an xã phường, thủ trưởng cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm. Đồng chí bí thư thị ủy giao cho ủy ban dân thị xã, ra soát lại các điểm chế biến than trong ranh giới mỏ, khai trường mỏ nếu có. Ra soát lại đường công vụ trong ngành than, xem xét lại vận chuyển xít không được gây ô nhiễm môi trường, ra soát tiếp các điểm hoàn nguyên, than, sét, đá, sỏi để hoàn nguyên đảm bảo xanh hóa. Ra soát lại đất đai dưới có tài nguyên để tăng cường quản lý. Ủy ban dân thị xã phối hợp với mỏ than Mạo Khê về nội dung cấp giấy giao đất, giao rừng, làm rõ trách nhiệm, tìm ra căn nguyên gây mất an ninh trật tự. Các đơn vị ngành than tiếp tục khắc phục các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Nhân dịp này, Ủy ban dân thị xã Đông Triều đã khen thưởng cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 12 ngày 12 tháng 1 năm 2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2018.